Chiều nay thấy mấy lính của mình tụi nó sung quá nè, để mình dẫn tụi nó đi chơi nha mọi người. Nghe đi chơi một cái đứa nào đứa nấy mừng chạy hớn hở hết trơn, mấy đứa kia thì tụi nó chạy theo mình hết, có con sù nó không đi nha. Trên đường đi thì ba đứa này nó giỡn suốt vậy đó, là ba đứa muôn sám mau nha. Coi mình giả bộ chạy bỏ tụi nó rượt theo đó, vẫn còn một đứa chạy cuối cùng nha. Mỗi lần mình có chuyện gì không vui thì chỉ cần như vậy là đủ rồi nè. Mình đang ví dụ nha mọi người, chứ bữa nay là vui không có gì hết. Hồi nãy giờ mình nằm đây mình kêu đứa nào cũng nghe hết, có con xám với con mau là kêu không nghe luôn, hai con giận hoài từ nãy giờ. Con mau còn nhỏ nên thôi mình sẽ tha cho nó, nhưng mà con xám là mình phải trị nó nha mọi người. Mình hất nó xuống sông mà hất không được nè, nó hay quá. Còn cái con mau ha, nó thấy nước nó mê dữ lắm, nó thấy gì mun của nó lội nó cũng bắt chước nó lội theo. Bữa nay là mình thấy nó bự hơn con mun rồi đó. Rồi ơi, thì ra là con mun nó đi lượm khúc cây hồi nãy mình dục. Rồi coi con mau này, người ta lượm đã ra là nó giành. Nói về lội sông lượm cây thì con mun là trùm nha mọi người, để cho mọi người xem nè. Con mua lội xuống lượm khúc cây mình mới dục, còn con mau nó ở đây nó lượm lại khúc cây nãy của con mua rồi. Leo đây, leo ra chanh, đi lên. Thấy con mua nó lượm cây giỏi quá, vậy là mình kiếm cho nó một cái khúc cây mới. Cây cỡ này chắc vừa miệng đó nè. Muôn. Trời ơi, khúc cây có chút xíu vậy mà quăng ra xong rồi đứa nào đứa thấy đứng nhìn không à. Không thấy đứa nào lội xuống lụm luôn. Cái màu là con mau nó cũng muốn lội xuống lụm dữ lắm nha mọi người, nhưng mà nó không dám nha. Đứng nhìn khúc cây một hồi nhắm mong ổng, vậy là con mau nó trèo lên. Nhưng mà nó trèo lên thấy ì ịch dữ lắm. Mừng là nó trèo lên được đó, mình cứ sợ nó bị tuột xuống không à. Xong rồi đi tới khúc này là mấy thằng lính của mình tụi nó mất bình tĩnh hết luôn nha. Do là khúc này cá thòi lòi nhiều lắm, cá thòi lòi tụi nó lội dưới nước, mấy lính mình trên bờ nhìn chịu đâu có nổi, phải rượt theo. Có con mau là nó làm dữ nhất, cá thòi lòi bơi ngoài kia là nó trong đây nó bơi ra luôn. Lỡ nó cũng mất tiêu mẹ rồi. Gơi mà. Gơi. Còn con Moon thì nó vẫn đam mê tha mấy khúc cây nha mọi người. Nó đang tha khúc cây ngoài kia vô kìa. Khúc cây này là ở đâu á mình không biết nữa, không phải là mình chọi ra đâu. Tự nhiên nó thấy rồi nó tha vô luôn à. Khúc cây lên đây, lên. Rồi, những cây chanh, lên đây. Đây đâu vậy, em đưa cho anh. Còn con mực thủ lĩnh là nãy giờ nó lội bên kia, nó đi đánh dấu lãnh thổ nha mọi người. Xong rồi bây giờ nó bơi trở về, mau đàn em ra đón thủ lĩnh nè. Con hỏi thấy chồng nó về nó cũng lội lên nó đón đó. Ủa mà không phải, hình như tụi nó nói với nhau cái gì đó. Xong rồi nguyên bầy kéo đi qua bển rồi. Con xám thì nãy nó cũng đi chung với con mực, nhưng mà bây giờ nó còn ở bển nó chưa về nha. Vậy là bữa nay con mau được theo thủ lĩnh đi giành địa bàn rồi. Không biết là đi giành tới đâu chứ tôi thấy con mau nó bỏ về trước rồi đó. Yên ổn đi được cái thời lòi đi, không chịu đâu bày đặt đi giành địa bàn. Thấy không, đi về tới đây mà còn ngốc cái đầu quá, sung dữ lắm. Đi về nhanh lên, đi về. Mình mà không kêu tụi nó về chắc tụi nó ở bánh luôn á. Mình kêu tụi nó mới chạy về đó. Đi về. Trên đường về thì mấy anh lính của mình cũng chưa chịu tha cho mấy anh cá thòi lòi. Cái con mau á, thì thấy con cá thòi lòi là rượt nha. Nó rượt cho tới cùng luôn. Mình không tin là mình mới tập lội cho nó cách đây 1-2 bữa thôi mà bây giờ nó dạng vậy luôn. Không biết ông lội dưới nước lên ông đạp trúng cái gì mà ông giật mình dữ vậy. Con sù hồi nãy người ta đi không đi theo, bây giờ người ta về tới nhà thì chạy lại đón. Thôi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha. Bye bye mọi người.